Hello, xin chào các anh chị nha. Hôm nay xưởng nhà vi sinh lên xả kho cho các anh chị của mình một mã quần jean dài phải nói là đỉnh nhất của nhà em luôn. Các anh chị ơi, hiện tại em báo giá là các anh chị em của mình giật mình liền giùm em nha. Em này hiện tại em lên đơn cho các anh chị em của mình 300k, hai quần phí ship cho em là 30k nhé mọi người ơi. Rồi, mình mua giùm em combo 3 quần giá chỉ có 450.000, 3 quần em miễn phí ship giao hàng tận nhà cho các anh chị em của mình luôn. Chất jean nhà em là không phải bàn mọi người, chất jean cực kỳ đỉnh, cực kỳ xịn sò. Có sẵn 3 màu cho các anh chị em của mình lựa chọn luôn. Đây, hiện tại là mẫu em đang cầm cho các anh chị em của mình nè. Em đang có cho mình là màu xanh sáng nha mọi người ơi. Đây, màu xanh sáng nè, màu xanh đậm nè, màu xanh đen cho các anh chị em của mình. Tổng cộng là có 3 màu. Đó, xanh nhạt, xanh đậm, xanh đen cho mình nha các anh chị em nha. Chất liệu hoàn toàn cho em cực kỳ chất lượng, đường kim mũi chỉ may siêu chuẩn cho em luôn, từ 40 đến 90kg mình mặc vô tư thoải mái giúp em hả các anh chị em. Đây, các em trai của mình mặc mã này phối cho em với lại giờ áo polo, phối cho em với lại áo thun, phối cho em với lại sơ mi, tất cả đều phối được giùm em luôn nha. Đây,